Thưa quý vị, việc gì đến phải đến. Ông Nguyễn Minh Phúc, một người giả tu lấy pháp danh tự đặt là Thích Tâm Phúc, đã bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên xung quanh con người này vẫn còn có nhiều bí ẩn và cũng để lại chúng ta rất nhiều bài học về cái gọi là idol, thần tượng trên mạng xã hội, kể cả những thần tượng kỳ quái. Và ông Thích Tâm Phúc chính là một thần tượng kỳ quái với danh hiệu là ông khầy ăn thịt chó. Công an huyện Củ Chi đã khởi tố và bắt tạm giam ông Thích Tâm Phúc mới đây về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người phụ nữ ở Củ Chi đã mua một mảnh đất ở Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, nhưng không thể tách thửa được. Và người này muốn tách làm hai thửa. Ông Thích Tâm Phúc mặc dù không có chức năng gì cả nhưng cũng nhận lời làm giúp tách thửa, tức là tách sổ này ra làm hai sổ khác nữa, với giá là 135 triệu đồng và ông nhận trước 70 triệu đồng. Nhưng Thích Tâm Phúc không làm gì cả mà làm hai quyển sổ tách thửa giả, và sau đó ông đưa cho người phụ nữ này một sổ, một sổ tức là sổ giả đã tách thửa rồi và một sổ giả đã tách thửa còn lại, ông cất đi cùng với sổ thật, sổ chính, không giao cho người phụ nữ này. Khi nào đưa tiếp 65 triệu thì ông mới giao. Sau đó sự việc được đổ bể thì ông Thích Minh Phúc vội vã đi sang Thái Lan du lịch, và một thời gian ông tưởng rằng đã im rồi và quay về Việt Nam thì đã bị bắt tạm giam. Câu chuyện của ông nó ngắn gọn như thế. Tôi đã gặp ông Thích Tâm Phúc trên đường, trên phố đi bộ. Hôm đó chúng tôi ngồi uống cà phê ở quán cà phê Siao như thường lệ, và thấy ông này đi ngang và bèn ra trò chuyện. Ông Thích Tâm Phúc xuất hiện ở đâu thì lập tức có một đám đông rất đông, còn hơn cả idol, chỉ có Sơn Tùng mới sánh được với ông thôi về mức độ đậm đặc của đám đông theo và quay phim chụp ảnh như là một idol thật sự. Mà chúng tôi cũng tiếp xúc trong thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng tôi thấy rằng ông này là một người rất bình thường, rất tinh quái, chứ không phải là có vấn đề về tâm thần như nhiều người đã hiểu như vậy, nhận thức như vậy qua cách tạo hình của ông. Thưa các anh chị, ông Thích Tâm Phúc, tức là ông khầy Thích Tâm Phúc và ông Nguyễn Minh Phúc này đã nhanh chóng trở thành một idol của mạng xã hội nhờ cách tạo hình rất đặc biệt, đó là thầy chùa ăn thịt chó. Ông lấy sự tích lỗ đi thăm thầy chùa ăn thịt chó và cũng xây dựng cho mình một hình tượng như vậy, và lập tức hình tượng này rất ăn khách liền, bởi lẽ ông vừa là ông thầy chùa ăn thịt chó, vừa có những triết lý về vấn đề đó theo kiểu thịt chó đi qua còn Phật ở lại. Và ông cũng lợi dụng những câu chuyện sơ hở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc một số cá nhân tu sĩ để công kích họ, và từ đó lấy một lòng tin của một bộ phận công chúng rất lớn. Bởi lẽ ông xây dựng cho mình cái thương hiệu là thầy chùa ăn thịt chó là dị thường, là không bình thường, nhưng những hành động khác của ông đều không bình thường. Và không bình thường ở đây không phải là vì ông bị thần kinh, thưa các anh chị, không phải, mà là vì sự khôn ngoan. Và tôi nghĩ chắc có lẽ một công ekip truyền thông phục vụ ông. Hình ảnh của ông toàn không phải ông tự quay, có một ekip quay cho ông. Thí dụ như là ông đi xe cũng màu vàng, sơn phết màu vàng, mặc quần áo thì màu vàng rồi, và có những câu khẩu ngôn nó thiếu chuẩn mực, chửi thề, nói vung trời vung đất không ra gì hết. Và lâu lâu khi tên tuổi chìm xuống rồi thì ông lại có những hành động bất ngờ để đánh bóng tên tuổi lại. Thí dụ như là đi vào một quán nhà hàng, một quán nhậu gì đó ở Củ Chi về gì đó, rồi bị công an vào bắt thử ma túy, thì ông không bị ma túy gì cả, ông cũng kể lại câu chuyện đó với tất cả sự hào hứng. Mọi người lên án ông tại sao người mặc Phật pháp như thế lại đi vào quán nhậu, thì ông cũng lý luận như đổ đi thăm Phật thịt chó đi qua mà nhưng mà Phật ở lại. Tôi hôm đó một người học trò tôi đã mời tôi đến đi dự sự sinh nhật, tôi không ngờ đi vô một cái quán như thế, trời ơi, toàn là trai xinh gái đẹp, không chết ông thầy thôi, khách ông thầy thôi, có những kiểu phát ngôn như thế. Và những phát ngôn là chúng cho làm cho cả đám đông cách triệu người thức cái gì điên cuồng vì ông ta. Mỗi lần ông xuất hiện, mỗi lần ông phát ngôn lịch chuẩn, mỗi ông lần ông có một hành vi đồ gì đó đặc biệt là đám đông lại cuồng độ lên, lại thích thú lên. Tức là chúng tôi muốn nói rằng bản thân ông Thích Tâm Phúc, tức là ông Nguyễn Minh Phúc, một bậc giả tu, đã xây dựng hình ảnh của mình thành một ông thầy chùa phá lệ, một tu sĩ phá cách, một tu sĩ ngạo nghễ coi trời coi đất và coi
kể cả Phật pháp bằng vung, và tu là tùy ý, tùy ý. Đồng thời hình ảnh đó lập tức đập vào mắt công chúng và làm cho công chúng vốn thích những chuyện lạ say mê. Sau đó ông xây dựng từng nấc thang đi lên bằng những phát biểu dần dần. Đây gì đây thì có chương trình đàng hoàng, thưa các anh chị, mà chúng tôi không nêu lên đây làm gì thì nó không hay ho gì. Nhưng trong đó thí dụ như là ông lợi dụng những sơ hở của Phật giáo, rồi của hệ thống này hệ thống kia, ông tấn công vào theo kiểu chủ nghĩa dân túy thì quần chúng không sao say mê sao được. Và ông còn làm giả giấy tờ, ông này chuyên nghiệp rồi, ông tự làm giả giấy lãnh đạo khen ông này kia đủ thứ hết. Ở chính quyền đã xử lý rất nhiều lần, tìm cách xử lý rất nhiều lần ông này, về thấy tác hại của ông trên mạng xã hội đối với giới trẻ, và đặc biệt cũng răn đe các YouTuber là không nên tiếp cận và lợi dụng hình ảnh của ông Thích Tâm Phúc này để câu view gì cả. Nhưng mà câu chuyện nó vẫn tiếp tục, và mỗi lần ông thầy Thích Tâm Phúc, tức là Nguyễn Minh Phúc giả danh tu sĩ xuất hiện trên mạng xã hội, lập tức là tạo ra những cảm hứng mới cho công chúng. Mỗi lần như thế là một cái trend mới. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng tôi đã nói về xây dựng thương hiệu của ông này là như vậy. Chúng tôi đã tiếp xúc với ông này rồi và nghĩ rằng ông này là một người rất bình thường, rất tinh quái, thậm chí thông minh, không phải là khật khùng như cách mà ông xuất hiện trên mạng xã hội đâu. Đó là một cách xây dựng thương hiệu, đi vào lòng người. Và ông Thích Tâm Phúc, Nguyễn Minh Phúc, tu sĩ về một bậc giả tu này, là một bậc thầy về mạng xã hội, thưa các anh chị. Chứ vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu ông xuất hiện một cách khùng điên như thế, phải không? Hình ảnh dị thường như thế, mà không chúng xem đó là dị thường, là bất bình thường, thì không cần xem quá, thì ông không đâu trở thành idol. Cái này công chúng cũng say mê, cũng nghiện cái câu chuyện như vậy, cũng nghĩ câu chuyện vậy, cho nên ông mới thành idol. Tức là ông Nguyễn Minh Phúc mà đi lừa đảo là ông Nguyễn Minh Phúc, còn ông khầy Thích Tâm Phúc mà xã hội là sản phẩm của chính chúng ta, chính đám đông chúng ta, với những sở thích bệnh hoạn của mình đã tạo nên những hình tượng, những idol như vậy. Nhưng còn ngoài ông khầy Thích Tâm Phúc này ra còn nữa, ai nữa không? Còn nhiều lắm thưa anh chị, chúng tôi rất ngạc nhiên. Thí dụ như bây giờ những anh chị miền Bắc á, say mê một số idol nam có nữ có, là những người thích mặc đồ đằng ri, những người thích màu áo quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và ca những ca khúc ca ngợi lính chiến, ca ngợi lính Việt Nam Cộng Hòa. Rất nhiều người say mê trên mạng xã hội, ngoài đời thực chúng tôi không biết, nhưng trên mạng xã hội chúng tôi căn cứ vào lượt like, lượt tương tác và kể cả comment, và cách mà họ xuất hiện, mỗi lần xuất hiện như thế nào, rất lạ lùng, phải không? Thứ hai nữa là những băng nhóm xã hội đen giang hồ giết người cướp của vào tù ra khám, bây giờ xuất hiện trên mạng xã hội như những idol. Chúng tôi nói như thế, chúng tôi cũng chẳng phải là một người có lý lịch hoàn hảo. Nhưng thưa anh chị, lý lịch tư pháp của chúng tôi và lý lịch của tôi đã được các cơ quan chức năng xác nhận hết rồi, không có vấn đề gì nữa. Tôi xin nói các anh chị an tâm, tôi là một người không có liên quan gì đến bất kỳ một vụ án hay là một vấn đề gì hết, thậm chí công dân hàng nghe. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói như thế này nè, chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm ở trong tù hay là làm lỡ của mình. Người ta nói rằng một lời khuyên cũng là một lời thú tội, mong muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình để chúng ta cùng cảm nhận, thông cảm nhau và rút ra bài học sống. Còn đằng này, những băng nhóm này giả bộ cãi nhau bên này rồi giết bên kia giết bên nọ, hẹn gặp nhau rồi tới đó không gặp được, nhưng tất cả để nhằm phô trương thanh thế, tập hợp lực lượng. Họ đang chờ đợi một cái gì đó. Theo kinh nghiệm của tôi, không chỉ là bán hàng online, nhiều người nói rằng là những anh chị giang hồ này làm như thế để bán hàng online, nhưng chúng tôi thấy một số người không bán hàng online và không có lợi tức gì từ mạng xã hội cả. Họ xây dựng lực lượng và rõ ràng có sự tài trợ của những tài phiệt đằng sau, còn nhằm mục đích gì chúng tôi không biết. Chuyện này phải là chuyện của Bộ Công an, không phải là chuyện của chúng tôi, những người làm truyền thông. Và thưa chị, còn những băng nhóm đó tuy vậy nhưng mà nó lộ, nó không nguy hiểm bằng một số người lợi dụng tâm linh, lợi dụng cuộc sống đầy khó khăn, người công dân mất niềm tin vào tất cả mọi thứ. Chúng tôi không nói mất niềm tin về chính quyền, mất niềm tin về cả những người thân yêu nhất của mình vậy. Họ mất phương hướng và họ tìm nơi nương tựa, thì có những băng nhóm xây dựng những idol, những lý thuyết về chữa lành
thần số học, số diệu, đức tin, dân. Và tất cả cái đó đều tôi cho nói thưa các anh chị là đều có trên hết, và đều có công ty truyền thông hoặc những nhóm truyền thông bậc thầy xây dựng lên nhằm mê hoặc công chúng. Và mục đích là gì? Cuối cùng là lùa gà, là lấy tiền của chúng ta thôi. Ví dụ gieo thần số học đặt tên cho con thôi, hay quá, 100 triệu trong cô ca sĩ, hoặc là mở những lớp học về chữa lành, về ăn kiêng, về thực dưỡng vân vân, với số tiền học viên cao 1000 luôn, mẫu xẻ túi tiền của người cần lao thôi. Thưa các anh chị, không có idol, không có thần tượng nào cả trên mạng xã hội, trừ một số người ít tâm huyết. Còn khi họ đã xây dựng thành trend, có kịch bản, có hội nhóm thì chúng ta cần phải cảnh giác, vì mục đích cuối cùng của họ là trục lợi mà thôi. Thưa anh chị, chủ đề này nó sẽ bao quát và nó sẽ còn rất rộng, chúng tôi cũng sẽ tương tác và tiếp tục trao đổi với các anh chị. Và nếu các anh chị muốn chúng tôi về vấn đề này, tức là những điều thần tượng giả tạo và có mục đích trục lợi, các anh chị muốn chúng tôi đi sâu về vấn đề nào, ví dụ như thần số học, chữa lành, thực dưỡng, chữa bệnh, hay là gì đó, hay là tu hành giả tu, các anh chị xin để ý kiến ở phần comment. Và chúng tôi và nhóm công tác sẽ tham khảo ý kiến từ rất nhiều nguồn, và để đảm bảo cung cấp cho anh chị các thông tin bảo đảm tính khách quan và bất thiên vị. Và xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.